Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với cái chương trình của môn học AFA, Advanced Financial Management, trong chương trình ACC do Trung tâm Đào tạo Nguồn lực Việt tổ chức. Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cái môn học này và sau đấy chúng ta đến một cái phần rất là nhỏ trong cái môn học. Đối với cả cái nội dung của môn học AFA này thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu qua 5 cái nội dung. Và được chia thành các phần là A, B, C, D, E. A là The Role of Senior Financial Advisor in the Multinational Organization. Và nó sẽ nằm trong, nếu các bạn sử dụng cái textbook của BBB thì nó sẽ nằm trong ở chapter 1, 2 and 16. Phần B là Advanced Investment Appraisal thì nó nằm trong cái phần từ chapter 3 đến hết chapter 7 và một phần của chapter 8. Và phần 3 là Acquisition and Merge thì nằm tập trung chủ yếu ở chapter 9 và 10 và một phần của chapter 8. Section D là Corporate Corporate Reconstruction and Reorganization thì nằm ở trong chapter 14 và 15. Và phần E là Treasury and Advanced Risk Management Technique thì nằm ở chapter 11, 12, 13. Và trong những cái nội dung này thì phần B và phần E là hai cái phần tương đối là quan trọng và sẽ xuất hiện ở tất cả các bài thi của các bạn. Trong kỳ nào cũng có đấy các bạn nhé. Đây ạ, topic to focus là section B and E in the syllabus. Bài thi của các bạn giống như các môn khác trong cái chương trình B, đấy là bài thi 4 tiếng, xin lỗi 3 tiếng 15 phút và tổng điểm là 100 điểm. Và trong đấy chia ra làm hai phần, phần A đó là một case study 50 điểm. Và ở đây ngoài cái việc thực ra là P4 là cái môn tính toán tương đối nhiều, nhưng chúng ta không chỉ tính toán thuần túy mà khác so với cả level F, đó là cái việc tính toán các bạn phải ra được cái kết luận liên quan đến cuộc tính toán đó và đồng thời là phân tích những cái vấn đề và đưa ra những cái recommendation có liên quan. Thế còn section B thì chúng ta có hai câu 25 điểm đều là compulsory, không có sự lựa chọn, và nó cũng là những cái đưa ra cái tình huống và nó sẽ bao gồm cả cái phần tính toán và explanation. Thì đấy là cái cấu trúc bài thi đối với cả môn P4 hoặc là chúng ta gọi là môn AFM. Thì đối với lại buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu rất là nhanh qua về cái nội dung về Discounted Cash Flow Technique. Và cái Cash Flow Technique, cái Discounted Cash Flow Technique này các bạn đã nghiên cứu ở trong môn Financial Management F9 rồi. Thì ở đây thì chúng ta có một phần review lại những gì các bạn học ở F9 và đồng thời có một phần bổ sung nâng cao thêm. Thì đối với cả chapter 3 này, chúng ta cũng không đi hết toàn bộ cái chapter 3 này trong buổi ngày hôm nay, mà trong cái chapter này nó sẽ có các phần như là trên màn hình các bạn nhìn thấy đó ạ. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về liên quan đến hai cái nội dung. Thứ nhất là net present value và thứ hai là nội dung về capital rationing trong cái buổi giới thiệu hôm nay với các bạn. Net present value chúng ta biết là gì rồi, chứ không phải nói nữa, là chúng ta là tổng tất cả những cái nguồn tiền, luồng tiền ở trong tương lai và discount về theo về cái thời điểm không và sum tất cả các khoản tiền đó. Thì đã nghiên cứu về cái phương pháp NPV ở trước đây rất là nhiều, không những chỉ ở trong cái môn F9 và còn ở một số những cái nội dung khác nữa chúng ta cũng có đề cập sơ bộ đến, nhưng tập trung chủ yếu là ở môn F9. Thì trên cái cơ sở đấy các bạn sẽ nhìn thấy đấy là gì ạ? Xác định cái thời điểm ban đầu được gọi là xác định là thời điểm không. Và tất cả các dòng tiền của các thời kỳ 1, thời 2, thời 3 đến N đấy là đều được discount về cái thời điểm không như thế này. Và đối với cả cái tiêu chí lựa chọn NPV, nhắc lại với cả các bạn là nếu như NPV mà của một dự án mà chúng ta tính ra được nó là negative và số âm thì sẽ không thực hiện, tức là gì ạ? Cái dòng tiền mà thu được từ dự án là ít hơn cái dòng vốn bỏ ra thì đương nhiên chúng ta sẽ không đầu tư. Thế còn nếu như nó là dương thì chúng ta sẽ quyết định đầu tư nếu như quyết định theo lựa chọn của phương pháp NPV. Còn nếu như nó là neutral, có nghĩa nó bằng không, thì cái việc là lựa chọn hay không đấy tùy thuộc vào các bạn, nhưng thông thường là chúng ta vẫn có thể lựa chọn được. Lý do bởi vì tại sao khi NPV bằng không có nghĩa là chúng ta đã đạt được cái vừa bằng, tức là các bạn kỳ vọng là chúng ta kiếm được 10% thì cũng được vừa bằng đúng 10%,
chúng ta kỳ vọng là kiếm được 15% thì vừa rộng, vừa là chúng ta có được đúng 15%, như vậy là cũng có thể đạt được cái tiêu chí của các bạn đặt ra và chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là đầu tư. Như thế chúng ta cân nhắc yếu tố khác nữa thì nó có thể có những quyết định khác, còn nếu chỉ cân nhắc riêng yếu tố về NPV thì là đầu tư được. Và đối với cả những cái phần trước mà các bạn đã nghiên cứu đối với lại NPV thì ở đây có 4 cái nội dung mà sẽ được nhắc lại ở trong cái chương trình của môn P4. Thứ nhất là discount single cash flow thì rất dễ, chúng ta chỉ việc là gì ạ? Đẩy từ cái thời điểm trong tương lai về tới thời điểm không hiện tại theo cái discount rate, và các bạn đã được cung cấp cái bảng discount rate, cái bảng table rate đấy ở trong bài thi rồi. Thế do đó là không có vấn đề gì. Cái thứ hai đấy là cái liên quan đến là discounting a constant cash flow, hay chúng ta gọi là NRT, nghĩa là những cái tiền mà có được hoặc là chi ra trong các năm là đều nhau, nó gọi là niên kim cố định đó, thì chúng ta đã có bảng niên kim để chúng ta discount về. Thế còn một cái nữa đấy là discount a delay NRT. Delay NRT có nghĩa là nó hơi khác hơn một chút. Bình thường chúng ta discount về, chúng ta discount về thời điểm không, đúng không ạ? Thế nhưng mà giả sử ở đây là thời điểm 3, tức là năm thứ 3, chúng ta mới bắt đầu kiếm được tiền cho đến tận năm thứ 7. Là từ năm thứ 3 cho đến năm, đây, và chúng ta đây là đến năm thứ 7. Và như vậy từ năm thứ 3 cho đến năm thứ 7 là chúng ta kiếm được dòng tiền đều. Nhưng khi các bạn discount về, nếu các bạn discount thì các bạn sẽ phải discount về, nếu mà chúng ta tính NRT chúng ta chỉ có từ năm thứ 3 đến năm thứ 7 thôi. Như vậy là 3, 4, 5, 6, 7, tức là 5 năm là có NRT. Nhưng năm 1, năm 2 không có NRT. Như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ tính là coi như đấy, khi đấy chúng ta sẽ xác định coi như năm 2. Năm 2 này coi như là trở thành năm 0. Đây ạ. Ở đây năm thứ 2 chúng ta được xác định là coi như năm 2 trở thành năm 0. Và các bạn discount cái khoản tiền của năm thứ 3 cho đến năm thứ 7 này là khoản NRT đẩy về cái năm 2. Chưa ạ? Và như vậy được xác định vào thời điểm. Còn từ năm 2 đến năm 0 thì nó trở thành single cash flow rồi, lại quay trở về tình huống 1. Thế còn cái tình huống cuối cùng các bạn đã nghiên cứu ở trong môn F9 tôi nhắc lại, đó là discounting a cash flow received into perpetuity, tức là gì ạ? Niên kim vĩnh viễn, nhận cho đến hết đời. Và vậy cái công thức thì rất là dễ, chỉ lấy niên kim trừ đi cái discount rate là xong, và có thể tính ra được cái giá trị. Thì đây là những cái nội dung mà các bạn đã nghiên cứu liên quan đến 4 cái phương pháp, 4 cái tình huống để discounting. Thế còn về cash flow các bạn đã nghiên cứu trong môn F9 là gì, để chúng ta nhắc lại. Thứ nhất đó là diễn khi tính NPV chúng ta chỉ quan tâm đến relevant cost. Relevant cost là những cost liên quan đến incremental cash flow. Vậy thì những cái gì mà không phải incremental cash flow thì sẽ không đưa vào trong cái bảng tính NPV. Ví dụ như là đối với lại những cái allocate của những cái overhead hoặc là cái depreciation là những khoản chúng ta được xác định nó là non-cash, vì non-cash sau đó là không đưa vào cái bảng tính NPV. Thế còn sau này loại ra như thế nào thì chúng ta sẽ nói về cái việc là nếu như chúng ta có những khoản depreciation thì khi tính cash flow loại nó ra, nhưng mà lại có cái khoản nó gọi là tax shield từ cái depreciation đấy thì sẽ xác định như thế nào. Cái tiếp theo nữa là những cái chi phí mà chúng ta được gọi là sunk cost, có nghĩa là những cái chi phí phát sinh trong quá khứ, và những cái committed cost là những cái chi phí mà đã cam kết rồi thì sẽ không đưa vào bảng tính, bởi vì khi chúng ta lựa chọn các phương án thì nó rất phụ thuộc vào cái việc là liệu các phương án đấy nó tốt hay không tốt và có làm hay không làm, phụ thuộc vào việc là có phát sinh thêm cái dòng tiền hay không. Như vậy cái dòng tiền mà chúng ta đã thực hiện, ví dụ như là trước đây đã thực hiện là nghiên cứu khảo sát về cái để xem có thực hiện dự án này hay không, và bây giờ trở về thời điểm không quyết định có thực hiện hay không, thì cái tiền mà chi phí đã đưa ra nghiên cứu khảo sát từ ngày xưa đấy sẽ không liên quan gì đến việc quyết định là dòng tiền từ hôm nay trở đi nó có là dương hay là âm. Thì như vậy chúng ta không quan tâm đến dòng đã qua khứ rồi. Một cái yếu tố nữa là cái chi phí về cơ hội. Chi phí cơ hội đấy là cost incurred or revenue lost from diverting existing resources from their existing use. Như vậy có nghĩa là gì? Đó là cái việc là chúng ta hy sinh một cái lợi ích liền kề để có thể thực hiện cái vấn đề này. Và như vậy là khi chúng ta tính cái đó, chúng ta phải tính được cái mất đi từ cái lợi ích liền kề đấy nếu như không thực hiện mà để thực hiện dự án này. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có cái nhà,
chúng ta lựa chọn là bán hàng. Thì cái lợi ích liền kề của nó đấy là cho thuê. Như vậy khi chúng ta tính ra được là lãi bán hàng là được là 50 triệu. Nhưng nếu cho thuê được khoảng 60 triệu thì như vậy lợi ích liền kề sẽ là gì ạ? Thà rằng không bán hàng tôi cho thuê được 60 triệu. Như vậy thực ra là cái này đâu có lãi 50 triệu đâu, thật ra tính ra còn âm 10 triệu đúng không ạ? Vậy thì có lý do gì mà chúng ta thực hiện? Thà rằng cứ để cho thuê để kê cai gối ngủ. Như vậy đấy chính là cái opportunity cost của cái việc là mở cửa hàng kinh doanh thay vì việc cho thuê. Một cái yếu tố nữa liên quan đến đến cái cash flow đó là về working capital. Thì working capital là đưa vào năm đầu tiên là năm âm. Những năm tiếp theo chúng ta chỉ tính incremental của working capital thôi. Có nghĩa là nếu như phát sinh thêm working capital thì sẽ thêm dòng tiền thì sẽ là âm. Còn nếu như mà cái working capital những năm sau lại giảm đi thì có nghĩa là sẽ phát sinh dòng tiền dương. Là cái sự chênh lệch của working capital requirement from previous year and this year. Chưa các bạn? Và đến cuối cùng của cái đời dự án thì cái dòng working capital này là nó được release ra và sẽ tạo ra một cái dòng tiền dương. Nó cũng giống như cái initial investment ấy, thì đến cuối cùng chúng ta bán cái tài sản cố định đi thì nó cũng tạo ra được dòng tiền dương. Cái yếu tố cuối cùng liên quan đến finance related cash flow thì cái này thì chúng ta sẽ exclude nó ra khỏi cái việc là xác định cái MPV là project appraisal. Lý do là bởi vì là cái giá trị này nó đã nằm trong cái yếu tố finance, nó đã nằm trong cái discounting factor. Do đó là chúng ta sẽ không tính là gì ạ? Cái tiền vay phải trả là bao nhiêu? Cái lãi vay phải trả là bao nhiêu? Bởi vì bản chất chúng ta đã dùng tiền vay đấy để chúng ta tính được WACC, Weighted Average Working Capital, hòa cùng với cả vốn chủ để chúng ta tính WACC rồi. Và chúng ta sử dụng chính WACC để làm discount. Như vậy là đã là một lần tính. Do đó chúng ta sẽ không tính cái bank interest đấy vào trong cái bảng tính của các bạn nữa. Thì có hai cái phần nghiên cứu về net present value. Đó là thứ nhất là nếu như có cái tác động của inflation và thứ hai là có tác động của taxation. Thì đối với cả inflation thì chúng ta nhớ lại cái công thức của Fisher equation. Thì cái công thức này nhìn thấy cho chúng ta thấy đấy là gì ạ? Cái monetary rate như này, 1 cộng với lại money rate thì bằng là 1 cộng với real rate nhân với lại 1 trừ cộng với lại inflation rate. Thì cái này là cái công thức Fisher equation. Và dựa trên công thức này các bạn sẽ tính được là gì ạ? Nếu chúng ta dùng money rate thì các bạn tính như thế nào, và các bạn dùng real rate các bạn sẽ tính như thế nào theo như là cái bảng này của các bạn. Nếu như chúng ta dùng cái real rate, tức là chúng ta gọi là real method, thì toàn bộ cái dòng tiền của chúng ta là dòng tiền thực tế và chúng ta không inflate tật nó lên, không inflate tật đối với lại cái lạm phát lên, mà chúng ta sử dụng cái real rate. Thì khi chúng ta sử dụng real rate để discount thì dòng tiền cũng là real, và như vậy chúng ta sẽ ra được cái giá trị. Nó cũng sẽ tương ứng như là khi các bạn sử dụng là dòng money rate. Khi chúng ta sử dụng money rate có nghĩa là cái rate đấy nó được inflated. Thì khi cái rate được inflated thì cái dòng tiền nó cũng inflated. Thì như vậy tất cả các dòng tiền thì các bạn sẽ có, ví dụ như người ta hay cho là gì ạ? Cái giá nguyên vật liệu thì tăng lên 5% mỗi năm, thế còn doanh thu thì tăng 6% mỗi năm. Ví dụ như vậy chẳng hạn, thì các bạn phải inflate cái rate đấy lên để khi đấy chúng ta sẽ discount với lại money rate. Thì như vậy tính theo hai cái phương pháp đấy, tính ra NPV nó sẽ hoàn toàn là phù hợp với lại nhau. Thế còn nếu chúng ta có corporation tax chúng ta đưa vào thì khi đấy sẽ còn yếu tố gì các bạn cần nghiên cứu? Thì tax nó sẽ có hai cái tác động. Cái thứ nhất đấy là đương nhiên khi chúng ta thực hiện dự án thì có lời lãi, có doanh thu, có chi phí thì sẽ phải nộp thuế. Và như vậy thuế đấy sẽ tính trên sau lợi nhuận, tức là sau khi chúng ta tính lợi nhuận xong chúng ta mới tính thuế. Và một cái dòng tax thứ hai đấy gọi là dòng tax safe, có nghĩa là khi đưa vào bảng tính nó là bảng tính dương, nó là số dương. Đó là khi chúng ta có capital allowance hoặc chúng ta gọi là depreciation hoặc là allowable vào cuối kỳ đấy, thì chúng ta sẽ được tính là tính giảm cái thuế đi. Ví dụ như là discount được tính vào chi phí là 50 đồng mà thuế giống như kiểu ở Việt Nam mà 20% chẳng hạn, thì có nghĩa rằng là 50 đồng đấy sẽ được giảm 20%, tức là được giảm 10 đồng tiền thuế. Thì như vậy chúng ta xếp được 10 đồng tiền thuế do cái việc depreciation đấy. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy. Thì với cái như thế thì các bạn có thể có hai cách trình bày. Một cái đấy là chúng ta tính ra hai cái dòng tiền separately, có nghĩa là chúng ta tính profit và chúng ta tính tax base, và sau đấy là chúng ta tính tax save on tax allowable depreciation. Phương án thứ hai chúng ta chỉ tính một dòng tiền thôi, tính tax base xong thì after the tax allowance for depreciation. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta thông thường là chúng ta sẽ các bạn sẽ tính là
cộng ngược lại khấu hao để chúng ta xác định ra thuế. Sau khi tính thuế xong là được allowance xong lại trừ đi khấu hao để chúng ta tính ra dòng tiền. Chưa ạ? Vì khấu hao không phải là dòng tiền mà. Lát nữa chúng ta sẽ nhìn vào cái biểu tính để các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Thì liên quan đến thuế này thì nó có một khái niệm mà cái khái niệm này cũng đã giới thiệu với cả các bạn trong môn S9, đấy là tax adjusted. Thế nào là adjusted? Adjustion đấy. Khi chúng ta có capital allowance, chúng ta có depreciation và chúng ta hy vọng rằng là sẽ xếp được tax một cái khoản nào đó. Tuy nhiên là chúng ta kỳ vọng là các xếp được cái tax đấy càng sớm càng tốt. Có nghĩa là nếu các bạn đang có lãi, đưa thêm chi phí khấu hao vào thì lúc đấy sẽ giảm lãi đi và nhuận giảm thuế đi. Nhưng nếu như bây giờ đang lỗ, thậm chí lỗ 5-7 năm rồi mà bây giờ đưa thêm cái chi phí khấu hao vào thì chỉ làm lỗ thêm thôi, chứ không có lợi cho dòng tiền tại cái năm đấy hoặc là năm liền kế tiếp theo. Đúng không ạ? Và như vậy đấy là gì ạ? Không có lãi để mà tận dụng được cái khấu hao đấy. Thì về cơ bản đấy là gì ạ? Chúng ta không utilize được, có thể utilize được 5-7 năm sau. Và thậm chí như ở quy định ở Việt Nam là gì ạ? Chuyển lỗ chỉ được 5 năm. Hết 5 năm mà vẫn còn lỗ thì coi như không utilize được cái phần depreciation đấy. Thì đấy là cái mà cần phải lưu ý, vì cái khoản đấy nó sẽ tác động lên cái dòng tiền của các bạn. Bình thường chúng ta tính là ví dụ tách delay 1 năm chẳng hạn, thì cái save đấy chúng ta delay 1 năm. Nhưng bây giờ sẽ phải delay đến bao giờ, vì vẫn không có lãi để mà trừ những cái khoản depreciation đấy, và như vậy nó tác động đến NPV. Và trên màn hình của chúng ta đấy là cái phần bảng tính. Thì thông thường chúng ta sẽ tính ra các dòng tiền trên cái cơ sở là thông thường các khoản chi ra bằng tiền, wage, material, variable, fixed cost gì đó. Và các bạn, đây là các bạn tính, để các bạn tính ra profit nhé. Khi các bạn tính ra profit thì các bạn sẽ phải có depreciation để các bạn tính profit, đúng không ạ? Tại sao các bạn phải tính profit? Để chúng ta tính tax on profit. Tax phải tính trên cơ sở profit. Và ở đây chúng ta thông thường chúng ta cho tax là delay 1 năm. Chính vì vậy chúng ta sẽ có dòng tiền là dòng tiền trả thuế trên cái profit đấy, nó sẽ delay đi 1 năm. Thế nhưng khi chúng ta tính về cái dòng tiền thì cái depreciation này bản chất của nó là non-cash. Vì bản chất là non-cash nên không được vào bảng tính NPV, vì không phải incremental cash flow. Vì vậy là đưa vào tính lợi nhuận nhưng sau đấy lại phải cộng ngược nó lại để tính cash flow, nên chúng ta lại add back nó lại. Chưa? Thế còn ở đây chúng ta có hai khoản là khoản đầu tư ban đầu và cái khoản working capital. Thì initial outlay chính là cái đầu tư vào tài sản cố định ấy. Thì chúng ta đầu tư vào tài sản cố định, ví dụ như đây là 100 đồng. Nhưng mà đến cuối kỳ, sau khi mà sử dụng hết dự án xong thì chúng ta bán cái tài sản cố định đi và thu được khoản thanh lý là bao nhiêu, chúng ta ghi hình vào đây là khoản dương thu thanh lý. Chưa? Tương tự như vậy đối với lại cái working capital. Thì working capital là đầu năm chúng ta đưa vào như thế này, cuối năm chúng ta sẽ cuối đợt đầu tư chúng ta sẽ đưa ra. Ngoài ra là ở trong giữa kỳ nó cũng có thể có những sự lên xuống xuống. Lý do là bởi vì là nếu như chúng ta có bổ sung thêm hoặc chúng ta rút bớt ra cái working capital hàng năm thì nó sẽ có một cái khoản là điều chỉnh, chỉ là cái số difference là sẽ đi lên đi xuống như thế này. Và như vậy sẽ tính ra được cái dòng tiền discount rate 10%, tính ra được present value của từng năm một. Và cộng nó lại thì ra net present value, thì đây là chính là cái phần review lại về NPV để chúng ta nắm lại cái phần của môn F9. Bây giờ thì mình sẽ đi qua cái nội dung liên quan đến về cái capital rationing. Thì thế nào là capital rationing? Capital rationing nó phát sinh khi mà có một cái nó gọi là giới hạn. Tiền của chúng ta là giới hạn, chúng ta chỉ có là 1 triệu đô thôi, nhưng phải đầu tư 5 dự án, và mỗi dự án ví dụ như là 300 ngàn thì như vậy 5 dự án hết 1 triệu rưỡi đô. Như vậy trong khi dòng tiền thì lại chỉ có 1 triệu, vậy là không đủ để có thể đầu tư hết cả 5 dự án. Thì khi phát sinh ra cái vấn đề đấy thì chúng ta sẽ phải so sánh được cái việc là có nên đầu tư dự án A hay nên đầu tư dự án B hay như thế nào, có sự so sánh đối với cả những cái đó để xác định được là có nên đầu tư hay không. Và trong cái đấy thì phải xác định được là gì ạ? Có những cái dự án mà nếu được thực hiện thì phải thực hiện toàn bộ, còn nếu không được thực hiện thì bỏ luôn. Có dự án có thể là năm nay thực hiện không được thì sang năm có thể thực hiện, nhưng có dự án là năm nay không được thực hiện được thì thôi không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Hoặc có những dự án là có thể chia nhỏ được nhưng có dự án là không thể chia nhỏ được. Thì đây là những cái yếu tố mà các bạn phải quan tâm khi chúng ta xác định về cái khái niệm về capital rationing. Thì cái capital rationing này nó sẽ phát sinh từ hai cái yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố là nội tại, nó gọi là những cái impulse về cái rationing đấy từ phía nội bộ của business, và cái thứ hai là từ những cái external factor, tức là từ phía bên ngoài. Nội tại thì thực ra là chúng ta cũng đã nghiên cứu ở trong môn F9 rồi,
Ví dụ như là management là họ không muốn phát hành thêm cổ phần nữa, bởi vì là họ sợ thêm là cổ đông mới vào thì họ sẽ kiếm quyền chẳng hạn. Hoặc là nếu như mà phát hành thêm cổ phiếu thì nó sẽ làm dilute cái share price, thì do đó management họ không muốn làm những cái việc đấy. Trong khi debt management cũng không muốn vay, nếu không muốn vay thêm loan, bank loan, bởi vì là nếu như mà bank loan thì họ sẽ phải lúc nào phải cam kết để trả cái khoản lãi cao là cái thứ nhất, và cái thứ hai là có nguy cơ liên quan đến về cái việc là có thể làm cho cái gearing ratio nó tăng lên và như vậy làm kém sự hấp dẫn của công ty đi, ví dụ như thế. Hoặc là những cái mà liên quan đến những cái ngân sách để đầu tư là tự bị giới hạn, thì đấy là những cái mà giới hạn nằm trong nội bộ của business. Thế còn H, capital rationing, là những cái giới hạn, những cái khó khăn nó impose từ phía bên ngoài khiến cho cái việc là quỹ của các bạn nó không available cho tất cả. Thì một số những cái impulse từ bên ngoài đấy là gì ạ? Là có những công ty huy động được vốn rất khó. Nếu anh lên sàn rồi cũng may ra còn huy động được, chứ anh không lên sàn là huy động rất khó. Thậm chí đối với cả công ty anh đã lên sàn rồi cũng chưa chắc đã huy động được, nhất là giai đoạn mà kinh tế khó khăn, hoặc là cái độ hấp dẫn của cái share của công ty nó không thực sự là hấp dẫn. Cái thứ hai nữa là có thể là trong cái thỏa thuận vay của chúng ta nó có cái nó gọi là cái loan covenant. Như vậy nó sẽ giới hạn là ví dụ như là khi anh vay gearing của anh là 30% và không được phép là tăng gearing lên quá 35%. Nếu quá 35% khoản loan đấy nó sẽ là payment on demand, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì lúc đấy là khi bị impose cái đấy thì anh không thể nào anh vay thêm được, vay thêm mà vượt quá 35% thì khoản vay dài hạn bây giờ ngân hàng sẽ đòi ngay, thì đấy sẽ rất khó khăn. Vì thế nên chúng ta không có khả năng để tiếp cận thêm vốn vay, thì đấy cũng là hard capital rationing. Hoặc là một số các tổ chức mà không được niêm yết thì cũng không có những quỹ đầu tư mạo hiểm họ đầu tư vào, vì họ thấy là ví dụ như bên này là quá rủi ro hoặc là cái tiềm năng nó không được thực sự là tốt. Thế còn một cái yếu tố nữa nó liên quan đến về cái nó gọi là cái chi phí phát hành. Thậm chí chi phí phát hành cổ phiếu mới có thể nó sẽ là rất là cao, và khi nó rất cao như vậy thì nó sẽ khiến cho người ta đấy là gì ạ, không muốn phát hành thêm cổ phiếu nữa, in comparison với cost to issue. Thế vậy là tôi giới thiệu sơ qua về cái những cái định nghĩa, cái khái niệm về capital rationing. Thì trong cái F9 các bạn đã học về cái single period capital rationing rồi, nhưng chúng ta sẽ học multi period một cách gọi là kỹ càng. Thì đối với cả là single period capital rationing có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái thế nào được gọi là single? Single có nghĩa là chỉ bị giới hạn ở trong năm đấy thôi, thoát ra khỏi năm đấy. Cái limiting factor của chúng ta chính là cái capital nó chỉ bị giới hạn của cái năm đấy, thoát ra khỏi năm đấy thì nó không còn cái giới hạn nữa. Thì trong cái tình huống này thì project của các bạn chia ra làm hai loại, một loại là divisible và một loại là non-divisible. Divisible có nghĩa là gì ạ? Chúng ta có thể thực hiện là 3% của dự án A cộng với 50% của dự án B, ví dụ như thế chẳng hạn, thì được gọi là divisible. Miễn là làm sao là cộng tổng của NPV của tất cả các khoản mà chúng ta đầu tư, ví dụ giới hạn là 1 triệu đô đấy, thì chúng ta sẽ phải combine A, B, C, D, E, ví dụ 5 dự án như vậy, combine như thế nào để tạo ra được cái NPV là lớn nhất. Và để tạo ra được cái đấy, người ta tính trên cái công thức nó gọi là Profitability Index, và chúng ta sẽ lấy bằng NPV của project trừ đi, chia cho Initial Cash Flow. Thì cái index, thì các bạn sẽ tính ra được cái index để làm cái cơ sở tính toán cho cái phần capital rationing. Thế còn đối với non-divisible project ấy, thì đấy là gì ạ? Không có cái công thức mà chúng ta không tính theo Profitability Index, bởi vì là chúng ta loại là loại luôn hết 100% dự án. Thế do đó là chỉ có phương pháp đấy là gì? Chúng ta gọi là thử sai sửa. Có nghĩa chúng ta try với cả một cặp nhóm này đến 1.000 xem nó đã cao nhất NPV nhất chưa. Không được lại try tiếp với cả một cặp nhóm khác để xem NPV nó là cao nhất hay chưa. Thế nên cái này thì nó sẽ làm sự rất là mệt mỏi, và thậm chí là nếu mà làm bằng tay còn mà lại nhiều dự án, nghìn dự án mà ngồi cứ ghép ghép cái đó với cả cái gì thì chắc là đến hết đời cũng không xong được, không các bạn. Thế còn đối với lại là cái multi period capital rationing là như thế nào? Đó là khi mà cái capital rationing nó không chỉ giới hạn được một năm, nó giới hạn qua nhiều năm. Và khi nó giới hạn qua nhiều năm thì chúng ta sẽ phải sử dụng một cái technique nó gọi là linear programming để xác định ra những cái giới hạn đấy nó nằm ở trong cái nào, và sử dụng hệ thống kỹ thuật để có thể giải bài tập đó. Thì trong cái bài thi thì các bạn sẽ không cần phải tính ra được lời giải là bao nhiêu,
Mà cái các bạn cần thì là các bạn chỉ cần là tạo ra được cái, nó gọi là formlet ấy, tức là ra được cái formulation. Và sau đấy chúng ta là, nếu như để có cho thêm thông tin thì chúng ta sẽ interpret cái solution mà tính ra được cái declarationing multinational. Và trên màn hình của các bạn đấy là một cái giới thiệu về một cái bài. Bài này chúng ta sẽ nhìn thấy đấy là gì ạ? Cái investment của chúng ta là 16.000 cho năm 1 là giới hạn nhé. Tối đa là đầu tư được 16.000, năm 2 tối đa đầu tư được 14.000, năm 3 tối đa đầu tư được 17.000. Như vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ phải tính combine cái dự án này như thế nào? Nếu chúng ta biết là dòng tiền phát sinh của năm 1, năm 2, năm 3 của các dự án cộng với NPV của các dự án thì các bạn sẽ tính được là gì ạ? Nếu chúng ta gọi là cái đây là khoản đầu tư investment, cái khoản investment và project A là E1 rồi E2, E3, E4 từ cái project 1 to 4 và các bạn sẽ nhân với lại cái dự kiến đầu tư hàng năm của chúng ta là bao nhiêu để chúng ta tính ra được những cái giới hạn. Như vậy này, ba mục tiêu ở đây là các bạn đấy là gì? Chúng ta đã tối đa hóa cái này. Đúng chưa ạ? Đây ạ, tối đa hóa cái khoản project NPV này. Nhưng mà dưới cái giới hạn là 16.000 của năm đầu tiên. Như vậy nếu như chúng ta gọi là E1 là cho tỷ lệ đầu tư cho năm đầu tiên, chúng ta sẽ có là gì ạ? E1 cộng với nhân với 7.000 cộng với lại E2 nhân 9.000 cộng với lại E3 nhân 0 cộng với E4 nhân 5.000, tổng lại của nó giới hạn không được vượt quá 16.000. Tương tự như vậy với năm 2 và năm 3, các bạn sẽ formulate ra được một loạt các công thức như thế này. Thứ nhất là mục tiêu chúng ta đấy là tối đa hóa NPV. Và đây là NPV là gì ạ? 8.000, 11.000, 6.000, 4.000. Nhưng sẽ phải nhân với cả hệ số ở đây đấy là E1, E2, E3 như chúng ta vừa mới nói. Và sau đấy các bạn sẽ tính ra được cái investment constraints của các bạn. Đây ạ, năm 1 là tối đa 16.000, năm 2 tối đa 14.000, năm 3 tối đa 17.000. Như vậy tỷ trọng đầu tư E1 là dự án 1 nhân với 7.000 cộng với E2 dự án 2 nhân 9.000. Đây chính là cái dòng tiền mà chúng ta sẽ đầu tư qua các năm. Và sau khi chúng ta xây dựng được cái này và thả nó lên trên hệ thống về computer program ấy, thì nó ra được kết quả là E1 bằng 1, E2 bằng 1, E3 bằng 0, E4 bằng 0. Thì như vậy các bạn sẽ ra được kết luận rất rõ ràng. Đấy là gì ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn dự án 1 và 2 và chúng ta sẽ không lựa chọn dự án 3 và 4. Như vậy là nếu chúng ta lựa chọn dự án 1 và 2 thì tổng đầu tư của các bạn nó sẽ là 19.000 đúng như trong đây các bạn đây. Ok chưa các bạn? Đây ạ, chúng ta sẽ được NPV là 8 cộng 11 bằng 19. Thế và bây giờ thì để cho minh họa rõ hơn về cái phần này thì chúng ta cùng làm một cái bài nó gọi là past year question các bạn. Và bây giờ trên màn hình của các bạn là đề thi của năm cũ. Đề này là cái câu 4 December năm 2012 và được revise lại cho phù hợp với lại cái nội dung của cái bài học ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó y xì đúc giống như là những gì chúng ta đã nghiên cứu. Không khác một tí nào luôn so với cả cái việc là tính NPV về capital rationing. Như vậy chúng ta cùng đọc cái đề bài này. Trong đề bài này thì có cho rằng là tất cả những cái investment là limit 3 years, chưa các bạn? Và có cái cơ chế, có cái capital rationing. Và consider 5 investment projects trong cái 3 years of initial investment expenditure đấy. Và trong 3 năm đấy thì có cái rationing. Đó là 9 triệu cho năm đầu tiên, 6 triệu cho năm thứ 2 và 5 triệu cho năm thứ 3. Và không có project nào có thể defer. And all project can be scaled down, but not scaled up. Chờ các bạn. Và bây giờ có các nội dung thông tin liên quan đến cái project này. Thì 4 cái project đầu tiên chúng ta đã biết NPV là bao nhiêu rồi. Nhưng cái project cuối cùng thì không biết NPV là bao nhiêu. Như vậy việc của các bạn đó là phải tính NPV của project cuối cùng. Và để tính được NPV project cuối cùng thì đề bài cho đó là gì ạ? Last for previous 15 years. Annual sales là 30.000 unit. Price là 14 đồng per unit. Cost
Một năm là 3.230.000. Và discounting rate là 11%, ignore inflation. Chưa ạ? Đó, nội dung tiếp theo đó là gì? Là chúng ta sẽ phải giải thích xem là cái capital rationing đấy nó như thế nào. Đề bài yêu cầu các bạn đó là tính cái net present value của project 5 và formulate the appropriate capital rationing model. Nhớ nhé, chúng ta chỉ formulate rationing model chứ chúng ta không phải finding solution, vì ở trong bài thi không có cái phần mềm để chúng ta có thể chạy được cái solution. Như vậy với cái bài này thì cái câu A, chúng ta sẽ đi vào câu A là tính cái P205 NPV. Chưa các bạn? Như vậy, bởi vì bài này nó rất là dễ thôi, thế nên là để đơn giản thì chúng ta tính cái này. Đây ạ. Các bạn có year 1 investment, đây là tiền âm. Year 2 investment là tiền âm và year 3 đây cũng là tiền âm. Đúng không ạ? Như vậy ba cái khoản này chúng ta sẽ phải discount về thời điểm 0. Thế còn sau đấy chúng ta sẽ phải tính ra được cái annual chi của cái khoản tiền mà các bạn có được ở đây và tiếp tục discount về trong vòng là 15 năm. Các bạn cho trong tay phải có cái bảng tính discount rate ấy. Có cái bảng discount rate của chúng ta mà có cái bảng tính NT. Nào, và bây giờ thì sẽ tính về cái dòng tiền. Dòng tiền âm đầu tư chúng ta có là 2. Đây ạ, vẽ tốt nhất là bây giờ tôi tính dòng thu đi. Tính dòng thu này. Dòng thu tính từ năm 15 trở đi, xin lỗi năm thứ tư trở đi cho đến hết 15 năm thì doanh thu sẽ bằng là 300.000 nhân với lại 14 này. Đúng chưa ạ? Chi phí chúng ta có đây rồi. Như vậy các bạn sẽ tính ra được cái dòng tiền vào, dòng tiền dương từ năm thứ tư trở đi. Như vậy này. Cash inflow nó sẽ bằng là 14 đồng nhân với lại 300k unit. Chúng ta sẽ có được là 1.2 million đúng chưa các bạn? Và có là expenditure là trong đề cho các bạn đấy là 3.23 million. Như vậy các bạn sẽ có cái dòng tiền cash inflow mỗi năm từ năm thứ tư trở đi là 970k. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái đường timeline. Như vậy ở thời điểm năm 0 chúng ta đầu tư là 2.5 million. Ở thời điểm năm 1 là đầu tư là 1.2 million. Ở thời điểm năm 2 là đầu tư là 1.4 million. Chưa ạ? Và như vậy cuối năm 3 đầu năm 4 không có gì, đến cuối năm 4. Cuối năm 4 cho đến 15 năm tức là 4 cộng 14 là đến năm thứ 18. Thì mỗi năm là dòng tiền thu vào là 970k. Chưa ạ? Như vậy việc của các bạn bây giờ là tính NPV. Thì chúng ta sẽ phải làm sao để discount tất cả các dòng tiền này về thời điểm 0. Như vậy này, 2.5 vẫn về thời điểm 0, vẫn là 2.5 này. Chúng ta phải đưa cái khoản này về 0. Chúng ta đưa cái khoản này về 0. Và chúng ta đưa khoản này về 0, chúng ta sẽ phải đưa khoản 970 về 0. Sẽ phải tách ra làm hai đoạn. Nhớ không ạ? Chúng ta tách ra làm hai đoạn.
Đoạn thứ nhất, coi như đây thì điểm không của giai đoạn này. Đây là dòng niên kim cố định, coi như thời điểm không đưa về đây. Đấy là đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai tiếp tục đi từ đây về đây. À, như vậy chúng ta sẽ có là hệ số đấy là gì ạ? Đoạn đi từ 1,2 million về 0 thì là 11% của 1 năm. Chúng ta tra bảng nhé. 11% của 1 năm. 11% của 1 năm là 0. Discount factor để chúng ta quy đổi về là 0.901. Đoạn này 2 năm về thì sẽ là 0.812. Đoạn này 3 năm về là 0.731. Còn cái này là annuity, annuity của 15 năm. Annuity của 15 năm 11% tra bảng annuity. Đây sẽ là bằng 7.191. Được chưa ạ? Vậy này, NPV sẽ bằng là NPV bằng 2.5 million cộng với lại 1.2 million nhân với lại 0.901. Đây là discount rate 11% các bạn nhé. Cộng với lại 1.4 million nhân với lại 0.812. Và cái đoạn dòng tiền dương NWT sẽ bằng là 970 nhân với lại 7.191 nhân với lại 0.731. Ok chưa ạ? Tính ra kết quả bao nhiêu về các bạn tự xử nhá. Như vậy là xác định xong à, nhưng mà cũng phải tính ra được để ra được cái, để còn tính cái công thức. Các bạn bấm máy đi ạ. Như vậy ra được là xấp xỉ khoảng 38. Ok. Ok chị ạ. Như vậy bây giờ này, bài toán trở thành là đây. 383k ở đây. Đây, chúng ta sẽ có là đây là 383k ở đây. Đi sang câu hỏi thứ hai là không bắt tính ra là bao nhiêu, nhưng phải thiết lập được cái formulation. Như vậy, formulate an appropriate capital rationing model based on the above investment limit that maximize the net present value of the department. Như vậy có này, năm sự lựa chọn project 1, 2, 3, 4, 5. Và ở mỗi năm thì là những cái dòng tiền mà bỏ ra cho mỗi năm. Và đây là, đây ạ, từ đây đến đây là dòng tiền bỏ ra cho mỗi năm. Và đây là cái khoản là dòng tiền là net present value của dự án. Và đầu tư giới hạn mỗi năm là 9.000 này, 9 tỷ này, 9 triệu, 6 triệu và 5 triệu là cái phần mà giới hạn tiền. Như vậy các bạn, quay trở lại cái phần lý thuyết chúng ta vừa nghiên cứu, như vậy chúng ta sẽ gọi là gì ạ? Chúng ta gọi là Y1 là Y1, giống như cái bài lúc nãy vừa mới làm đấy ạ. Như vậy chúng ta sẽ gọi này, bây giờ câu B này, các bạn sẽ gọi là gì ạ? Y1 đấy là investment in project, chúng ta gọi là P duration 01. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có là E2 là investment in 02, E3 là investment in 03, dự án 03, E4 là investment in project P duration 04 và E5. Tương tự như vậy. Đúng chưa các bạn?
Và mục tiêu đấy là gì ạ? Mục tiêu để làm sao tối đa hóa NPV. Như vậy nhá, đây là cái giá trị investment này, mục tiêu là bây giờ phải tối đa hóa cái chỗ này. Được chưa ạ? Bao nhiêu đầu tư vào những cái dự án nào nhân lên với cả NPV này nó sẽ ra được tối đa hóa. Như vậy, từ objective đấy là gì ạ? Objective này. Các bạn cơ cấu lại cái công thức là objective, công thức cho objective. Đó là maximization of total NPV. Như vậy total NPV nó sẽ bằng là gì ạ? Bao nhiêu? 4 bao nhiêu đây? 464 này. 244 này. 352 này. 320 và 383. Như vậy maximize đấy là gì ạ? 464 nhân với lại Y1 này, cộng với lại 244 nhân với lại Y2 này, cộng với lại bao nhiêu? Y3. 352, 320, 383. Cộng với lại này, 352 nhân với lại Y3, cộng với lại 320 nhân với Y4, cộng với lại 383, 383 nhân Y5. Như vậy đây là mục tiêu, đấy là tối đa hóa NPV. Mục tiêu tối đa hóa NPV. Và có những cái constraint gì? Có những cái constraint. Chúng ta có cái gì các bạn? Ở year 1 này, year 1 thì capital rationing của các bạn là bao nhiêu ạ? Ở year 1. Ở year 1 chúng ta có đầu tư là 4.800, 32, 39, 25. Như vậy chúng ta sẽ có này, 4.000 nhân với lại Y1 cộng với lại 800 nhân Y2 cộng với lại 3.200 nhân Y3. Profile là bao nhiêu? 3.900, 2.500. Và giới hạn của 51 đây ạ, giới hạn của 51 là 9 triệu. Như vậy các bạn cộng tiếp này, cộng tiếp lại với lại là 3.900 nhân Y4 cộng tiếp với lại 2.500 nhân Y5. Và giá trị này phải nhỏ hơn hoặc bằng mức tối đa limit của các bạn là 9.000. Ok chưa? Chúng ta có constraints của year 2. Tương tự như vậy, year 2 các bạn có là gì ạ? 1.001, 2.008, 32, 35, 6, 20 và 1.200. Chúng ta có này, 1.001 nhân Y1 cộng với lại 2.008 nhân Y2 cộng với lại 3.200, 3.562, xin lỗi, 3.562 nhân Y3 cộng với lại 0 nhân Y4 cộng với lại 1200 đúng không nhỉ? 1200 nhân Y5. Và giới hạn vốn của năm thứ 2 của chúng ta là 6.000. Như vậy đây nó sẽ bằng là gì ạ? Nhỏ hơn hoặc bằng 6.000. Đến year 3. Year 3 giới hạn này. Ủa, lấy đâu hết rồi? Đây ạ, year 3 giới hạn 2.4.3.2.0.2.1.4. Year 3 này. Year 3 2400 nhân Y1 cộng với lại 3200 nhân Y2 cộng với 0 nhân Y3 cộng với 200 nhân Y4 cộng với bao nhiêu nhân Y5?
1400 nhân y 5 và giới hạn là bao nhiêu ạ? Giới hạn 5 này của chúng ta là 5 triệu. Như vậy cộng với lại 1400 nhân y 5 giới hạn ở 5 triệu. Ok chưa ạ? Và cộng với việc nữa là gì ạ? Tất cả các y 1 2 3 4 5 là phải dương. Y 1 2 3 4 5 là phải dương. Như vậy là đã familiar xong cái công thức và trong bài thi thì chúng ta chỉ bắt buộc phải như thế này thôi. Thế còn nếu như lời bài giải họ lại cho là suy ra được đấy là y 1 bằng mấy, 2 bằng mấy, 3 bằng mấy thì chúng ta sẽ kết luận là chúng ta thực hiện cái gì như thế nào. Thế còn nếu mà chỉ dừng ở đây thì bài tập của các bạn cũng chỉ yêu cầu các bạn là chúng ta dừng ở cái việc là ra được cái công thức tính, formulate được cái công thức như thế này là chúng ta đã giải xong bài toán rồi. Và rất là cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe cái phần chia sẻ liên quan đến cái nội dung của môn P4 và chỉ một góc nhất nhỏ thôi về NPV và Capital Rationing. Xin hẹn gặp lại các bạn vào những cái nội dung tiếp theo của chương trình P4 và chúng ta sẽ nghiên cứu và hứa hẹn có rất nhiều cái nội dung mà thực sự là quan trọng và bổ ích không chỉ cho kỳ thi mà nó liên quan đến trực tiếp với công việc của các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.